Kính thưa quý vị, tại Hà Nội, Ngoại trưởng Pháp gợi lên vấn đề blogger Việt Nam bị trấn áp. Tiếp tục chuyến công du Việt Nam, sau cuộc hội đàm với đồng nhiệm Cộng sản Việt Nam, ngày 5 tháng 8 năm 2013, Ngoại trưởng Pháp có buổi tiếp xúc Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Đến thăm Việt Nam vào lúc vấn đề quyền tự do ngôn luận đang nổi cộm, ông Laurent Fabius đã bày tỏ thái độ quan ngại của Paris, đặc biệt là trước các vụ trấn áp giới blogger tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết, nước Pháp rất coi trọng vấn đề nhân quyền trên thế giới. Ở đây quả là một vấn đề đặc biệt liên quan đến các blogger, vì vừa có một nghị định được đưa ra đe dọa trừng phạt nặng nề blogger nào loan đi một số thông tin nào đó, và đã có một số blogger bị kết án. Và ông đã bày tỏ điều mà trong ngôn từ ngoại giao người ta gọi là sự quan ngại, tức là cho biết Pháp không hề có cùng một cách xử lý vấn đề, nhất là khi cách đó, theo ý ông, có phần hoàn toàn vô hiệu, vì đứng về mặt kỹ thuật, dù có muốn cũng không thể nào hạn chế, không cho các blogger trao đổi với nhau. Ngoại trưởng Pháp cũng cho rằng, những tác nhân đối thoại đã hiểu rõ rằng điều đó không được nước Pháp tán đồng, và không chỉ nước Pháp mà còn có nhiều nước khác nữa.